Em kính chào tất cả anh chị em, cô bác đã và đang xem kênh Thú Vui Cuộc Sống USA. Trong video này em sẽ review cái máy GoPro Hero 11 mà em mới mua để giúp anh chị em, cô bác không có mất thời gian tìm kiếm cho mình một cái máy quay phim chụp ảnh để lưu lại ký ức cho bản thân hay làm YouTube với hình ảnh vô cùng sắc nét, đẹp từng chi tiết. Đây là cái thùng chứa cái máy GoPro mà em mới mua để em khui ra cho anh chị em, cô bác thấy. Đây là cái máy GoPro em mới mua. Nó được đựng ở trong cái hộp như vậy, nhìn cũng đẹp lắm. Để em mở ra cho anh chị em cô bác thấy. Đây là cái cục dán để mà mình dán lên xe hoặc là mình dán vô cái chỗ nào mà mình thích đó, anh chị em. Rồi. Gấp quá, nó bị gách rồi. Đây là cái máy GoPro 11 mới ra, được bán ở trên Amazon với giá là 449 đồng. Giá có thể cao hơn hoặc là thấp hơn nếu anh chị em cô bác không có mua thêm phụ kiện. Mình mua ở Amazon thì ship nó sẽ nhanh hơn nếu quý vị cần gấp. Còn không thì quý vị có thể mua ở website GoPro thì mất khoảng 5 tới 7 ngày. Cái máy Hero 11 có khả năng chống nước rất là cao, có thể quay ở độ sâu lên tới 33 feet, tương đương với 10 mét. Máy có cái màn hình LCD trước và sau, cái màn hình LCD cảm ứng, cái màn hình nó lớn hơn cái máy GoPro đời cũ. Nó máy này rất là tiện lợi để mà mình bỏ vô trong túi, trong ví để đi quay. Đây là cái máy được chế tạo theo cái loại action camera, có thể quay ở 360 độ. Máy được quay và được cài đặt cái chế độ Hyper Smooth 5.0. Đây là cái chế độ mà chống rung hoàn hảo, không có cái máy nào mà so sánh được. Còn cái độ gõ của máy thì 5.3K trên 60 feet per second, nó có thể quay ở cái chế độ mà slow motion thì 2.7K trên 240 feet per second. Máy quay GoPro 11 được cải thiện, nó không có nóng giống như là cái máy GoPro 10. Cái máy GoPro 10 mình quay khoảng nửa tiếng là nó nóng lên, là tự động nó tắt. Còn cái máy này thì được cải thiện, không có tự động tắt. Cái cục pin cũng được cải thiện lên tới 38%, cái thời gian mình quay nó có thể lâu hơn cái máy cũ, cái máy GoPro 10. Cái máy GoPro 10 thì mình quay khoảng nửa tiếng là nó hết pin. Còn cái máy này thì mình quay khoảng được 40 phút ở trong mọi cái điều kiện thời tiết. Em rất là thích xài cái máy hiệu GoPro hơn tất cả các cái máy khác, vì thứ nhất giá cả vừa phải, không có quá mắc. Thứ hai là nó gọn nhẹ, hình ảnh thì sắc nét, đẹp, rõ ràng. Cái độ chống rung rất là tốt, quay được trong mọi điều kiện thời tiết, rất là đơn giản, dễ sử dụng. Giống như cái
Nút này là cái nút mở, mình chỉ cần nhấn lên như thế này. Và khi mà mình quay thì nó có cái nút ở trên đây, mình nhấn cái là quay. Cái máy mới mua em cần phải setup tí. Cái này nó kết nối Bluetooth luôn nha quý vị. Mình muốn xài cái máy GoPro này á là mình phải download cái app này nè. Rồi khi mà mình quay xong á thì mình sẽ chuyển tải từ cái máy GoPro này qua cái app này, rồi từ cái app này mới qua cái điện thoại. Rồi và cuối cùng em cũng xin kết thúc cái video tại đây. Kính chúc anh chị em cô bác một ngày thật là an lành và hạnh phúc. Cảm ơn anh chị em cô bác đã quan tâm và theo dõi. Bye bye.